Ngày thứ ba. Nhìn kìa, cánh đông trà tuyệt đẹp. Ngày hôm sau, anh Michael bắt đầu ở ôi, nhìn cái cầu đá kia. Wow, thật là một dòng sông đẹp. Ôi, nhìn cái cầu đá kia. À, cái cầu này trông cổ xưa quá. Ồ, lại một cái cầu đá nữa. Thật tuyệt vời. Sông Hoshino có nhiều cây cầu được xây bằng đá như thế này. Thật là một dòng sông đẹp. Nhìn kìa, có một cây cầu khác nữa. Những cây cầu đá ở đây rất đẹp, tuyệt làm sao. Ôi nhìn này, có một cây cầu đá, thật sự rất tuyệt vời. Ôi nhìn kìa, có những cối xay nước ở đó. Hiện tại anh Michael đã đến Tagawa. Nhìn xem, đó là gì? Là những ống khói lớn sao? Hai ống khói lớn ở đó, trong những ống khói ấy rất là cổ xưa. Ồ, đây rồi. Ống khói thật sự khổng lồ. Ôi nhìn kìa. Xin chào. Ông có phải là hướng dẫn viên địa phương không? Đúng rồi. Ông Harada Aikawa làm hướng dẫn viên cho một bảo tàng, giải thích về lịch sử của ống khói. Cái ống khói là một phần của nhà máy hơi nước của mỏ than này. Than máy ở đây dành cho thợ mỏ và than máy hoạt động bằng hơi nước. Thật là ngạc nhiên. Những ống khói này cao 45 mét. Trên tay ông cầm gì vậy? Là than đấy. Nó nhẹ hơn tôi nghĩ. Ừ, nhẹ thôi. Ở đây dưới lòng đất chỗ nào cũng có than. Chúng ta đào xuống là có than. Bắt đầu từ những năm 1890, việc khai thác than quy mô lớn ở vùng Chikuho đóng góp đáng kể vào công cuộc hiện đại hóa của Nhật Bản. Sinh ra và lớn lên ở Tagawa, sau khi học xong cấp 3, ông Harada đã vào làm việc ở mỏ than. Tuy nhiên, Nhật Bản đã bắt đầu chuyển đổi từ than sang dầu để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong phát triển kinh tế. Nhận thấy tương lai mờ mịt của ngành than, ông Harada rời bỏ khu mỏ than chỉ sau một năm. Thời đại khai thác than đã kết thúc trong tuổi trẻ của tôi. Có lẽ tôi là người thợ mỏ Tagawa cuối cùng còn sống.
Mỏ than này được trùng tu lại thành bảo tàng để kể về lịch sử khai thác than của khu vực. Khi có du khách ghé thăm, ông Harada thường hát những bài hát xưa của những người thợ mỏ. Mặt trăng đã xuất hiện trên mỏ than Bisui. Ông khối cao quá. Khối từ ông khối bay lên tới mặt trăng. Tại sao những người thợ mỏ lại tạo ra một bài hát vui vẻ như vậy? Thợ mỏ là một công việc phải đặt cược cả mạng sống. Chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu có về nhà vào ngày hôm sau đó không. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, người ta sáng tác những bài hát cổ vũ bản thân để tiếp tục phấn đấu. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà bài hát này nghe vui vẻ. Hình ảnh này miêu tả cảnh hai người thợ mỏ làm việc dưới mỏ than. Tại sao họ không mặc áo vậy? Vì ở dưới đó rất nóng. Vả lại, mặc áo làm việc xong thực sự sẽ rất khó để giặt sạch. Quần áo đều có màu đen. Vả lại, thời bấy giờ nguồn nước sạch cho sinh hoạt cũng không dễ dàng có được. Khai thác than là một công việc nguy hiểm đến tính mạng. Ngày xưa cũng có phụ nữ làm thợ mỏ dưới lòng đất, vận chuyển than qua đường hầm. Bà của tôi từng làm công việc này. Bà của tôi đã qua đời trong khi làm việc dưới mỏ than. Khi ấy, bà của tôi mới 7 tháng tuổi. Có một bài hát như thế này. Vào một đêm cô đơn dưới mưa, một người cha cầm ô đang bế con. Đừng khóc, con trai của tôi. Không có gì có thể mang người mẹ đã mất của con trở lại. Đó là một bài hát xa xưa, nhưng tôi có cảm giác như đang viết về bà của tôi. Ông nội của ông Harada là ông Kunishi đã trở thành thợ mỏ mặc dù bà nội của ông đã qua đời trong mỏ than. Ông Kunishi đã làm việc trong hầm mỏ cả một đời. Khi ông Harada quyết định rời mỏ than, ba của ông đã không phản đối. Ba của tôi cho rằng tôi đã làm điều đúng đắn khi quyết định rời khỏi cuộc sống khai thác mỏ than. Ông ấy đã từng chứng kiến bạn bè chết dưới hầm mỏ và biết tất cả những khó khăn khi làm việc ở hầm mỏ. Tôi nghĩ ông ấy thực sự không muốn con trai mình dành cả cuộc đời để làm những việc giống như ông ấy. Năm nay, đã hơn 80 tuổi, ông Harada vẫn tiếp tục lưu giữ những ký ức về những người thợ mỏ. Nhiều người đã chết trong mỏ than Takakwa để đất nước chúng tôi phát triển và thịnh vượng. Tôi tin chắc rằng mọi người sẽ không quên những thợ mỏ đã nằm xuống. Ngày cuối cùng, hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi và anh Michael đang hướng tới Kitakyushu, phía bắc của Fukuoka. Đây là một cuộc leo núi dài và tôi chắc rằng cảnh quan đang chờ đợi trên cao sẽ rất giá trị. Hãy nhìn xem. Hãy cho tôi chút năng lượng để vượt qua hành trình còn lại.
Sau 50 phút leo núi, cảnh quan tuyệt đẹp phía trước bắt đầu mở ra. Dường như chúng ta sắp đến đỉnh núi. Ồ, hãy nhìn cảnh quan này. Ôi, thật đẹp làm sao. Rừng đá. Hãy nhìn những tảng đá kia. Tôi tự hỏi, ai đã đặt tất cả những tảng đá này ở đây? Khi Drawdai là cao nguyên đá vôi, những tảng đá này được hình thành dưới đáy biển 300 triệu năm trước, sau sự vận động của vỏ trái đất được nâng lên và qua bao năm tháng bị xói mòn qua hàng thiên niên kỷ thành một cảnh quan bí ẩn. Đang chờ anh Michael trên đỉnh núi là hai hướng dẫn viên thiên nhiên ở cao nguyên đá vôi Hikraudai. Xin chào, tôi là Michael. Xin chào, chúng tôi là Nishinaka. Gia đình anh sống ở đây phải không? Vâng, gia đình tôi đã ở đây từ thời ông nội tôi. Tôi đã đến đây khi chúng tôi kết hôn, cách đây 5 năm. Vợ chồng anh Koshi và chị Ankane là hướng dẫn du khách đi bộ qua cao nguyên đá vôi. Ở đây có những tảng đá với hình thù kỳ lạ. Có vẻ như ai đó đã sắp xếp những tảng đá này lên. Hay thật. Nơi này dường như không phải là những tảng đá. Ban đầu nơi này toàn là hóa thạch của sinh vật biển. Các sinh vật biển sao? Nơi này được cho là đã được hình thành cách đây khoảng 350 triệu năm. San hô và các sinh vật có vỏ canxi khác chết và tích tụ dưới đáy biển. Cuối cùng tất cả các vỏ canxi của sinh vật biển đã biến thành đá. Tảng đá mà chúng ta đang xem có nguồn gốc từ hàng triệu năm trước. Lịch sử vùng cao nguyên đá vôi này có từ thời đó. Đúng là một điều kỳ diệu. Ôi, hãy nhìn qua đây. Đây là hoa Hikolai, một loài hoa mùa hè. Bông hoa thật là dễ thương. Không có những cây cổ thụ phát triển ở cao nguyên đá vôi Hikraudai, nhưng có hơn 900 loại hoa và cỏ bọc hoang ở đây quanh năm. Mỗi mùa xuân chúng tôi đốt cháy thảm thực vật. Bởi vì cỏ chết vào mùa đông, dễ bắt lửa, nên chúng tôi phải thận trọng, không để hỏa hoạn xảy ra, khó kiểm soát. Cảnh quan như thế này không tồn tại lâu dài trong tự nhiên. Không bao lâu thì cây cối phát triển bao phủ hết cao nguyên đá vôi. Chúng tôi thường gọi đây là cảnh sắc thiên nhiên, nhưng thực chất đây là sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Ở Hikraudai, cư dân địa phương sẽ đốt các thảm thực vật khô vào đầu mùa xuân, có kiểm soát từ hàng trăm năm qua để diệt trừ sâu bệnh và duy trì trồng cỏ phát triển tự nhiên. Nhiều cư dân đã định cư ở đây sau Thế chiến thứ hai và họ đã duy trì đốt cỏ khô hàng năm vào đầu mùa xuân. Cư dân địa phương còn sử dụng cỏ làm thức ăn cho gia súc và làm phân bón cho những cánh đồng. Đó là cách canh tác gần gũi với thiên nhiên của cư dân ở đây. Hiện tại chỉ còn khoảng 40 người còn sống ở Hikraudai. Đây là tên những người tiên phong sau chiến tranh đã định cư ở Hikraudai. Có một người họ Nishinaka, đó là ông nội của tôi. Cô Akane sống ở thành phố Fukuoka cách đây 6 năm
Cô chưa bao giờ nghe nói về những người định cư ở cao nguyên đá vôi Hikraudai trước khi gặp anh Kosi. Sau đó, cô được anh Kosi kể về gia đình của mình. Trong hai năm qua, cô Akane và anh Kosi đã phỏng vấn cư dân địa phương để ghi lại lịch sử của khu vực. Đó có lẽ là cà chua và khoai tây. Đây là một nơi thực sự tốt đẹp để sống. Các cháu không nghĩ về sao? Tôi hy vọng các cháu sẽ tiếp tục cư ngụ ở đây. Chúng tôi cần ghi chép về lịch sử của vùng đất này. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy cần phải bảo tồn Hikraudai. Vì vậy, chúng tôi rất biết ơn hai người trẻ tuổi này vì đã nỗ lực ghi lại lịch sử của chúng tôi trước khi quá muộn. Mỗi năm, dân số tại cao nguyên Hikraudai giảm dần và cư dân còn lại đã già đi, nên công việc sưu tầm ký ức càng cấp bách hơn bao giờ hết. Khi làm công việc là người hướng dẫn thiên nhiên về cảnh quan độc đáo đã biến chúng tôi trở thành những người tiên phong. Ông bà, cha mẹ của chúng tôi đã nuôi dưỡng cảnh quan này, nên chúng tôi xem vùng đất này như gia đình của mình. Vì đó là gia đình nên chúng tôi phải bảo vệ. Anh Michael hiện đã tiến rất gần đến mục tiêu của mình là thành phố Kitakyushu. Nơi này thật đẹp, thật tuyệt khi được đi xuống thung lũng và đại dương đang ở phía xa. Một chuyến đi xuống dốc tuyệt vời. Thật sự rất đẹp. Được rồi. Giờ thì tôi sẽ phải đổ mồ hôi đây. Tôi có thể nói vậy. Đây là một bức tường. Giờ thì tôi phải lên dốc rồi. Tôi đã vượt qua rất nhiều đồi dốc. Nhưng đây là vùng đồi núi dốc nhất. Dốc nhất mà tôi từng thực hiện. Wow, dốc quá. Được rồi, tôi đã đến rồi. Tôi sẽ đi bộ từ đây. Gió ở đây thật sự rất mạnh. Cuối cùng tôi đã đến Fukuoka. Chúng ta đã kết thúc chuyến đi và giờ thì có thể nhìn xuống Kitakyushu. Thành phố này đóng góp rất lớn vào tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản thông qua xuất khẩu than và công nghiệp nặng. Đến đây, tôi thực sự rất ấn tượng với sự lạc quan của người dân. Họ thực sự lạc quan về cuộc sống và luôn lạc quan về tương lai với những gì họ có thể làm được, rằng họ có thể quyết định. Tôi nghĩ cư dân ở Fukuoka sẽ bảo vệ những điều này và đảm bảo sẽ được tiếp nối cho các thế hệ tương lai. Từ những bài hát lịch sử đến phong cảnh tuyệt đẹp của những đỉnh núi hay những dòng sông, những cây cầu, tất cả đều được cư dân địa phương trân quý và muốn gìn giữ cho thế hệ tương lai. Và sự lạc quan của người dân Fukuoka là điều thực sự gây ấn tượng với tôi. Và đó là những gì tôi luôn ghi nhớ trong lòng sau chuyến đi này. Cuộc sống ngày càng thay đổi, nhưng cảnh quan của tỉnh Fukuoka vẫn không thay đổi. Và không có gì có thể thay đổi được niềm đam mê cuộc sống ở cư dân ở Fukuoka.